Sám văn. Từ vô thỉ đến nay, chúng con xa lìa minh sư, thân cận bạn ác, do ba nghiệp tạo nhiều lỗi, phóng túng giết hại người vô tội, khiến họ chết yểu oan uổng, thường đánh đập chúng sinh hoặc triệt phá ao hồ, bích lấp ngòi rảnh, làm hại các loài thủy tộc, hoặc thiêu đốt núi rừng, bủa giăng chài lưới, sát hại tất cả chúng sinh. Oán thù tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: có một anh nọ bị bệnh, đi y viện khám không tìm ra nguyên nhân. Anh bèn đến chỗ tôi nhờ giải thích dùm. Tôi bèn hỏi anh chàng bị bệnh: có phải anh hay dùng chân đá vào bộ phận nọ của vật? Dạ, thỉnh thoảng con chó cứ đeo theo dưới chân, gặp lúc tâm tư đang bực nên con tống cho nó một đạp. Tôi bảo: hãy kiểm xem chỗ đau của anh xem, có phải cũng giống như nơi chỗ anh đã làm tổn thương con chó? Anh ta gật đầu nói đúng. Định luật vũ trụ rất kỳ diệu, nhân như vậy, quả như vậy. Nếu bạn đầu độc chuột, giết côn trùng, tất nhiên sẽ có ngày bạn ăn uống bị trúng độc. Bạn dùng điện bẫy chuột chích cá thì sẽ có ngày bạn bị chết vì chính dây điện này. Không những hiện đời bị ác báo mà đời sau do oán kết sâu khiến bạn bị vô số oan gia truy tìm. Chỉ có sám hối mới giải được oán kết. Nhân quả là tối công bình, không hề thiên lệch với bất kỳ ai. Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có thể tu thành. Vì vậy, phải biết tôn trọng mạng sống muôn loài. Phiên nữ sĩ. Mùa hạ năm 2004, tôi đến thăm cư sĩ Quả Trụ, gặp một đồng nghiệp là viên nữ sĩ. Cô mới vừa theo Phật giáo. Cô kể, 2 năm trước, cảm thấy tim mình bị đau, đập nhanh, thường có cảm giác hồi hộp, khó chịu, nhưng đi khám không ra bệnh. Tôi hỏi, mấy ngày trước khi phát bệnh này, có phải cô đã từng ăn ba ba? Cô nói với vẻ quả quyết, không hề có, tôi đâu ưa ăn mấy thứ này. Chẳng đúng, cô nhớ lại xem, chuyện xảy ra trong buổi họp mặt. Lúc ấy trên bàn tiệc có canh ba ba, mọi người đều cho đây là thức ngon đại bổ, xúm nhau khuyên ăn. Tuy cô không ưa, nhưng vì lịch sự nên đã múc cho mình khoảng một chén để dùng. Cô kiểm lại xem có việc này hay chăng. Viên nữ sĩ động não một lúc, rồi kinh ngạc nói, quả thật có việc này, nhưng chỉ một chén canh ba ba mà cũng bị báo ứng như vậy ư? Dù cô chỉ ăn một chén canh thịt ba ba, thì ngay đó đã kết ác duyên cùng chúng sinh rồi. Cô nghĩ xem, nếu có người đem cô giết rồi nấu canh ăn, cô đối với họ không sinh lòng oán ư? Con ba ba này hiện đang hướng tôi tố cáo tội lỗi của cô đấy. Vậy tôi phải làm sao? Biết mình làm sai thì phải phát tâm sám hối. Hễ làm tổn hại ai thì nhất định phải hướng người đó mà xin lỗi. Từ rày trở đi, tận đáy lòng cô phải hướng con ba ba mình từng ăn qua xin lỗi, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu cho nó và xin nó tha thứ. Cô còn phải phát nguyện vĩnh viễn không sát sinh. Hãy thử làm như vậy xem. Một tháng sau, cô mách với cư sĩ Quả Trụ. Sau khi cô làm y theo lời tôi bày, thì bệnh tim đã hoàn toàn lành. Có một điểm cần nêu rõ. Chúng ta không nên uống thuốc có thành phần động vật trong đó, vì làm vậy cũng giống như ăn thịt. Còn câu sám văn nói, dùng độc dược hại chúng sinh, ta có thể hiểu tương tự như thuốc diệt chuột, giết côn trùng. Chuyện dùng độc hại người tuy chúng ta không thường thấy, nhưng có thể hiểu là hiện nay rất nhiều người ham làm giàu, đã cho thêm vào thực phẩm các chất gia vị độc, gây tổn hại đến sức khỏe con người và vật. Quả báo này khi trổ sẽ khiến họ khổ không kể xiết.
Còn nữa, mỗi lần gặp giỗ quẩy, lễ tiệc hay mừng năm mới, người ta thường sát sinh hại vật, hại cá tôm, giết thú cầm vân vân. Phạm những tội này cần tha thiết sám hối. Sám văn. Đối với kinh tượng Phật Thánh, tâm không cung kính, do tính kiêu ngạo, khinh người mà gây ra, do ba ác nghiệp của thân, miệng, ý mà tạo vô biên tội. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.